Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật ô tô Việt Nam VTC. Thì trước mặt tôi đây đang là một cái hộp số có mã là CVT K310 của dòng Toyota. Thì ở video lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta ráp một cái chi tiết này vào bên trong hộp số. Vậy thì trước khi ráp, chúng ta sẽ nói sơ qua chi tiết này là gì và chức năng của nó là dùng để làm gì đối với hộp số, để anh em dễ dàng chúng ta quan sát các bước mà chúng ta thao tác. Đầu tiên về tên gọi thì chi tiết này được gọi tên là công tắc số trung gian, hoặc là ở ngoài nhiều anh em thường hay gọi nó với cái tên gọi là công tắc rẻ quạt. Nó sẽ nằm ở vị trí này, gắn lên cái trục điều khiển van giải số bên trong bộ van body. Khi chúng ta kéo cần số PRND thì trục này sẽ xoay tại các vị trí số, và cái công tắc này nó sẽ giám sát cái vị trí số ở dưới hộp số để báo lên cho hộp điều khiển hộp số biết là hộp số đang ở vị trí PRND hay D. Để từ đó hộp điều khiển hộp số mới điều khiển các cái solenoid cộng dầu để cho chúng ta đi số. Ngoài ra, khi mà công tắc này báo tín hiệu về hộp, nếu ở vị trí P hoặc N thì lúc đó hộp điều khiển hộp số sẽ giao tiếp với lại hộp điều khiển động cơ để cho phép chúng ta đề nổ động cơ khi ở P hoặc N. Hoặc còn nếu như đang ở vị trí R hoặc D thì sẽ không cho nổ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tôi thực hiện các thao tác để chúng ta ráp cái công tắc rẻ quạt hay là công tắc số trung gian này vào trong hộp số sao cho nó đúng. Vì nếu trường hợp mà anh em chúng ta ráp vô mà sai vị trí, không đúng, thì có thể sẽ dẫn đến trường hợp là hộp số khi chúng ta gài số là sẽ không chạy được. Hoặc nếu như một số trường hợp là gài số cho chạy nhưng mà bị giật số rất là mạnh. Nên là gì, anh em lưu ý khi chúng ta ráp cái chi tiết này vào phải lắp cho nó chính xác. Thì lắp sao cho nó chính xác, theo như tài liệu mà tôi tra cứu thì hộp số này trước khi chúng ta gắn lên xe thì người ta yêu cầu rằng là cái trục điều khiển số này, van giải số này phải nằm ở vị trí N. Vậy thì lúc này chúng ta không có cái cơ sở nào để biết được trục này đang ở vị trí N hay là D hay là P. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta lắp cái công tắc rẻ quạt này vào và để đưa cái cần số này về đúng vị trí N, và sau đó chúng ta ráp lên hộp số. Cần số chúng ta cũng ở vị trí N, sau đó chúng ta lắp dây cáp vào thì sẽ đúng vị trí, và lúc đó hộp số sẽ điều khiển đúng cái tình trạng của hộp số. Thì đầu tiên tôi sẽ gắn công tắc rẻ quạt này vào cái trục đi số trên hộp số. Rồi, công tắc rẻ quạt này sẽ được cố định với lại vỏ hộp số thông qua hai con bu lông. Bây giờ tôi sẽ dùng tay gá sơ thôi. Lúc này chúng ta chưa xiết lực anh em ha. Rồi, gá sơ để chúng ta định vị cái công tắc rẻ quạt này ở trên vỏ hộp số trước. Và lúc này anh em có thể thấy là công tắc rẻ quạt chúng ta có thể lắc qua lắc lại được để điều chỉnh. Sau khi chúng ta điều chỉnh xong rồi, chúng ta mới xiết hai con bu lông cố định để cố định cái vị trí của công tắc rẻ quạt. Vậy thì tiếp theo tôi sẽ gắn một cái miếng định vị vào trong trục cần số, và có một con bu lông khóa để cố định lại. Rồi, lúc này tôi chỉ gá hờ thôi anh em ha, gá hờ thôi, chúng ta chưa có xiết lực ở đây. Tiếp theo thì theo như tài liệu sửa chữa, trước khi chúng ta xiết lực các bu lông này, các bu lông cố định này, thì chúng ta phải đưa trục cần số về vị trí N. Thì theo như tài liệu bây giờ tài liệu hướng dẫn là chúng ta đưa cái trục số vào, rồi chúng ta quay trục số theo chiều kim đồng hồ, khi nào hết vị trí, hết hành trình thì thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành kéo trục cần số quay theo chiều kim đồng hồ. Đó, lúc này chúng tôi không kéo được thêm nữa, thì lúc này là vị trí hết hành trình của cái trục cần số này. Thì theo như tài liệu thì đây chính là vị trí P. Đó, và tài liệu hướng dẫn nói rằng từ vị trí P chúng ta trả ngược lại hai bậc sẽ đưa về vị trí N. Bây giờ tôi sẽ tiến hành trả cái trục cần số này về thêm hai bậc, quay ngược chiều kim đồng hồ hai bậc. Bây giờ đang ở P, trả một bậc là ở vị trí R là số lùi, và trả thêm một nấc nữa sẽ là ở vị trí N, tức là số mo. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước để chúng ta đưa cái trục cần số này về vị trí N, để đảm bảo rằng cái van giải số ở bên trong bộ van body này đang ở vị trí N. Bước cần làm tiếp theo là anh em sẽ đưa cái công tắc rẻ quạt này cũng về vị trí N luôn. Thì anh em có thể thấy bây giờ tôi vẫn còn đang lắc lê được cái công tắc rẻ quạt này, tức là gì, cái tiếp điểm bên trong cái công tắc rẻ quạt bây giờ chưa chính xác ở vị trí N. Vậy thì theo như tài liệu, người ta nói rằng khi chúng ta đưa công tắc rẻ quạt về vị trí N thì cái dấu ở trên cái tấm định vị và trên cái vỏ của công tắc rẻ quạt sẽ trùng với nhau tại cái đường này, tức là
công tắc rẽ quạt đang ở vị trí N. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lắc lê để cho cái dấu ở trên công tắc rẽ quạt và dấu định vị ở trên cái tấm định vị này nó trùng lại với nhau. Đó, như thế này. Lúc này tấm định vị và vỏ của công tắc rẽ quạt đang trùng nhau tại điểm này. Như vậy chúng ta có thể biết được rằng là cái công tắc rẽ quạt này cũng đang ở vị trí N. Vậy là chúng ta đã đưa công tắc rẽ quạt và van giải số cùng vị trí N với nhau. Rồi, sau khi đưa công tắc rẽ quạt về vị trí N, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành siết hai con bu lông cố định để cố định lại công tắc rẽ quạt này đúng tại vị trí N, không để cho cái công tắc rẽ quạt này bật ra khỏi vị trí N nữa. Đó, thì giờ tôi sẽ dùng cần siết lực để siết hai con này lại. Thì theo như thông số tài liệu thì hai con này có lực siết là 5,4 Newton mét. Rồi giờ tôi sẽ gá sát hai con bu lông cố định lại. Rồi sau đó kiểm tra lại một lần cuối cùng trước khi chúng ta siết lực, xem cái tấm định vị và vỏ, cái vạch ở trên vỏ của công tắc rẽ quạt đã trùng dấu hay chưa. Trùng rồi thì một tay tôi sẽ giữ công tắc rẽ quạt để khi chúng ta siết lực nó không có bị chạy theo ha anh em. Rồi giờ chúng ta siết lực. Đó, như thế này là đủ lực anh em ha. Cần lực báo cho chúng ta biết là đã đủ lực rồi. Và tôi sẽ siết luôn con còn lại. Như vậy là chúng ta đã cố định để định vị cho cái công tắc rẽ quạt nằm đúng vị trí N ở trên vỏ hộp số. Tiếp theo tôi sẽ siết con bu lông lốc nút. Và lực siết của con này theo như tôi tra tài liệu đó là 6,9 Newton mét. Rồi, trong quá trình tôi siết lực thì cái cần trục cần số này nó bị quay theo. Cũng không sao anh em ha, vì lúc này chúng ta đã định vị được cái công tắc rẽ quạt rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ để muốn đưa cái trục cần số này về vị trí N thì chúng ta chỉ việc quay cho cái tấm định vị này và cái dấu ở trên cái công tắc rẽ quạt trùng với nhau là chúng ta biết được đây chính là vị trí N. Tiếp theo anh em có thể thấy ngay tấm định vị này sẽ có những cái răng lòi ra như này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tu vít để chúng ta bẻ ngược nó lên. Đó, bẻ ngược lên để cho nó ôm sát với con bù lông lốc kê này. Để khi chúng ta gài số thì cái tấm định vị nó sẽ đi theo đúng cái vị trí số của chúng ta mà nó không bị trượt ra cho vị trí khác. Cuối cùng chúng ta sẽ gắn cái trục để gắn cái sợi dây cáp từ cần số xuống đây vào cái trục cần số. Sau cùng chúng ta sẽ tiến hành siết lực cái con bu lông cuối cùng này. Và theo như tài liệu, lực siết của con này là 13 Newton mét. Rồi cuối cùng, do hồi nãy chúng ta siết lực cái trục cần số vẫn lại tiếp tục bị quay theo vị trí P rồi, cho nên bây giờ việc cuối cùng chúng ta cần làm là đưa cái trục cần số này về vị trí N lại. Đó, thì bây giờ lúc này rất là đơn giản anh em, chỉ cần quay sao cho cái chốt định vị này trùng với dấu ở trên vỏ của cái công tắc rẽ quạt là chúng ta xác định được rằng đây đang ở vị trí N. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đưa hộp số này gắn lên xe và kéo cần số về đúng vị trí N. Lúc này cần số đang ở vị trí N, hộp số đang ở vị trí N. Sau đó chúng ta mới gắn sợi dây cáp kết nối giữa cần số với lại trục của giữa hộp số. Như vậy là chúng ta đã đưa được cái hộp số này và cái cần số đồng bộ về cùng vị trí. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước để chúng ta lắp cái công tắc rẽ quạt này vào bên trong hộp số sao cho nó đúng cách. Và cách mà tôi vừa chia sẻ chỉ áp dụng đối với dòng hộp số CVT K310. Còn đối với một số loại hộp số khác thì người ta sẽ có cái cách lắp khác. Cho nên là lưu ý đối với anh em khi chúng ta lắp cái chi tiết này vào hộp số thì anh em phải tra tài liệu để chúng ta biết cái cách đúng để đưa công tắc rẽ quạt cũng như trục cần số về đúng vị trí N, để tránh cái việc là chúng ta lắp sai gây ảnh hưởng đến hộp số hoặc là gì, thậm chí là hộp số sẽ không chạy được. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích để hỗ trợ anh em trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.